Nhân mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nhân tiếp tục gửi đến cô chú anh chị thêm một món chè nữa, đó là món chè đậu trắng. Món chè này là một món chè rất là thân thuộc với những người dân miền Tây ở quê Nhiên, đặc biệt thường được nấu nhiều trong những ngày rằm hay là trong các tiệc thôi nôi đầy tháng của các bé đó. Và với cách nấu ngày hôm nay thì Nhân sẽ chia sẻ với cô chú anh chị một cái cách nấu mới. Cách nấu này thì nó rất là nhanh luôn. Hạt đậu của mình nó vẫn mềm tan, thơm béo. Chè dù để qua ngày hôm sau thì vẫn mềm dẻo, không có bị cứng và cũng không có bị hôi ê luôn ha. Và cách nấu như thế nào thì Nhi mời cô chú anh chị mình cùng làm. Và để làm món chè đậu trắng này thì Nhi có chuẩn bị ở đây là 300g đậu trắng. Đậu trắng sau khi mà mua về thì cô chú anh chị mình lựa hết những cái hạt xấu và những cái hạt sâu đi ha. Để cho cái chè của mình nó được ngon hơn. Và sau đó thì Nhi có ngâm qua đêm, Nhi ngâm tầm khoảng 8 tiếng ha, để cho hạt đậu của mình nó được nở ra. Và khi nấu thì nó sẽ nhanh mềm hơn. Nếu mà cô chú anh chị mình không có thời gian á, thì cô chú anh chị mình có thể ngâm khoảng là 4 tiếng với nước ấm giúp Nhiên ha. Và quay qua bên đây, thì Nhiên sử dụng đang là 250g nếp. Nếp thì Nhiên sử dụng đây là nếp cái hoa vàng. Nếp thì Nhiên cũng ngâm trước khoảng 3 tiếng rồi, để cho cái nếp của mình nó được nở ra đó. Chuẩn bị nguyên liệu xong thì bây giờ Nhiên sẽ mang cái phần đậu này và mình bắt đầu đi luộc nha. Phần đậu trắng cho lại vào nồi xong, tiếp đến thì Nhi sẽ cho nước vào. Và lượng nước thì cô chú anh chị mình cho nó hơi khá khá một xíu giùm Nhiên nha. Này, ở đây thì Nhiên cho nó khoảng cỡ này là nó vừa nha chị. Nó cỡ khoảng là 2 lóng tay ha. Lúc này thì Nhi sẽ đậy nắp lại. Và mình sẽ đậy hờ như vậy các anh chị. Và Nhi sẽ mở mức lửa nhỏ nhất. Và mình nấu trong vòng là khoảng 30 phút giùm Nhiên nha. Trong lúc đợi cái phần đậu thì bây giờ Nhi sẽ đi quay qua chuẩn bị cái phần nếp. Nước nó cũng đã sôi rồi. Bây giờ thì Nhi sẽ cho sẩn vào ha. Và trong cái sẩn thì Nhi có lát sẵn một ít lá dứa nè. Để khi mình hấp nếp thì nếp của mình nó được thơm hơn. Nếp sau khi mình rửa sạch thì Nhi sẽ cho nó vào đây luôn. Mình trải ra cho nó đều. Và hấp kể từ lúc nước nó sôi thì Nhi sẽ hấp trong vòng khoảng 15 phút nha. Nếu mà cô chú anh chị mình hấp nước nguội thì cô chú anh chị mình hấp khoảng 20 phút giúp Nhiên. Hấp nãy giờ thì cái phần nếp của mình bây giờ nó cũng đã chín mềm hết rồi các anh chị. Đây, cái phần nếp nó rất là tơi xốp luôn, rất là ngon. Và cái mùi lá dứa nó bay lên rất là thơm luôn. Đây, cái phần nếp mà cô chú anh chị khi mà mình hấp trước lên như vậy thì xíu nữa khi mình cho vào chè thì cái nếp của mình nó vẫn còn nguyên hạt ha, nó không có bị nát. Và khi mình nấu chè nó cũng nhanh lắm, mình nấu chút xíu là xong. Bây giờ thì Nhi sẽ tắt bếp rồi Nhi để cho nó thiệt là nguội ha. Phần đậu trắng này nãy giờ Nhi nấu cũng được 30 phút rồi các anh chị. Đây, cái phần hạt đậu của mình bây giờ nó chín mềm hết rồi nè. Đây, mình nấu lửa nhỏ thì cái phần hạt đậu của mình nó vẫn còn nguyên ha, nó không có bị nát luôn nè các anh chị. Khi mà Nhiên bóp vào thì cái phần hạt đậu nó nát ra như vậy. Mà nó mềm tan ha. Đây, nó rất là mềm luôn. Đậu mình phải nấu cho nó thật là mềm như vậy á. Thì xíu nữa thì mình thêm đường vào thì hạt đậu của mình nó lại đường, nó gặp đường nó sẽ cứng lại đó, thì nó sẽ vừa. Đậu như vậy là được à. Bây giờ thì Nhiên sẽ mang nó đi rửa lại cho thật là sạch nha. Chuẩn bị các nguyên liệu xong hết thì bây giờ mình đi nấu chè luôn ha. Và Nhiên sẽ chia sẻ một cái mẹo để nấu chè cho chè của mình nó thơm và chè của mình bảo quản được lâu. Đó chính là Nhiên sẽ sử dụng những cái lá mít khô như thế này nè các anh chị. Và thay vì mình dùng những cái lá tươi hay là lá dứa như hằng ngày thì cô chú anh chị mình thử sử dụng cái lá mít khô này đi. Khi mình nấu thì chè của mình nó thơm lắm. Và Nhiên có lót ở dưới một ít ở dưới đáy nồi để trong lúc nấu thì cái chè của mình nó không có bị dính đít và nó cũng không có bị khét ha. Tiếp tục thì Nhiên sẽ cho hết cái phần đậu Nhiên đã luộc nè. Mình cho vào đây luôn. Mình cũng dàn đều nó ra. Tiếp tục thì Nhiên sẽ thêm đường vào. Đường thì Nhiên dùng ở đây là 250g. Nó khoảng cỡ một chén ăn cơm vung như thế này hay các anh chị. Tùy theo cái khẩu vị mà cô chú anh chị mình có thể gia giảm lại cho hợp với gia đình mình ha. Nhiên cũng trải ra cho nó đều luôn. Và Nhiên thêm vào đây là nửa muỗng cà phê muối nữa. Tiếp đến thì Nhiên sẽ thêm nước vào. Nước thì Nhiên dùng ở đây là 1 lít nước lọc. Hoặc là nếu mà cô chú anh chị mà thích ăn lỏng hơn thì có thể dùng thêm khoảng là 1 lít 2 giúp Nhiên ha.
Sau đó thì Nhi sẽ cho hết cái phần nếp lúc nãy nè. Lúc nãy mình hấp đó, giờ Nhi sẽ cho hết vào đây. Và mình cũng chảy đều ra. Với món chè này thì Nhi sẽ ghim ở mức lửa vừa để cho chè của mình nó ngấm từ từ vào trong đậu và vào trong nếp ha. Chè ghim được khoảng 10 phút thì lúc này cái mà hạt nếp của mình nó cũng đã trong hết rồi nè các anh chị. Chè bắt đầu nó cũng đã sệt hơn rồi. Và lúc này thì mình cứ đảo bình thường thôi. Tại vì nếp thì mình cũng đã hấp sẵn trước rồi, nó cũng đã cứng hơn rồi. Nên mình chỉ cần mình đảo nhẹ thôi ha. Mình sẽ vừa đảo và mình sẽ vừa gắp hết những phần lá mít lên luôn. Đây, mình đảo thì cái lá mít nó tròi tròi lên nè. Mình gắp nó ra ha. Và công nhận khi mà mình cho lá mít vào mình nấu chè như thế này nè các anh chị, thì cái chè của mình nó thơm cực kỳ luôn. Đây, chè rất là sánh dẻo luôn, rất là ngon. Với cách nấu này thì nó cũng khá là nhanh nữa. Bình thường thì Nhiên mất tầm khoảng là 20 mấy phút mình nấu mới xong. Nhưng mà nãy giờ Nhiên nấu có khoảng có 10 phút à. Mà chè của mình nó rất là sánh dẻo luôn, nhìn rất là ngon luôn ha. Rồi, mình khuấy thêm một xíu nữa là mình tắt bếp, rồi mình múc ra ăn được rồi. Bây giờ thì Nhiên sẽ để cho nó thật là nguội ha. Trong lúc đợi cái phần chè cho nó nguội thì Nhiên sẽ đi nấu cái phần nước cốt luôn. Nhiên sẽ cho vào đây là 400ml nước cốt. Nước cốt này thì Nhiên vắt ra từ nửa ký dơi nạo quá các anh chị. Nhiên thêm vào đây là 3 muỗng canh đường, tương đương là khoảng 50g. Và Nhiên thêm vào đây một chút xíu muối nữa để cho vị nước cốt của mình nó đậm đà hơn. Và cuối cùng thì Nhiên thêm vào đây là 1 muỗng canh bột năng. Hoặc là của chú anh chị mình có thể thay bằng bột nếp hoặc là bột gạo giúp Nhiên nha. Lúc này thì Nhiên sẽ mở bếp lên và Nhiên sẽ nấu phần nước cốt này ở mức lửa nhỏ ha. Nước cốt lúc này thì nó cũng đã sánh và nó đặc hơn rồi các anh chị. Đây, mình nấu cho nó hơi dẻo dẻo như vậy ha. Rồi bây giờ thì Nhiên sẽ để cho nó nguội và chút xíu nữa thì Nhiên sẽ chan lên chè rồi mình ăn kèm thôi. Chè đậu trắng thì Nhiên cũng đã nấu xong hết rồi nè các anh chị. Đây, nhìn trắng chè rất là hấp dẫn luôn. Chè rất là thơm. Và cái phần nước cốt dừa này thì khi nào ăn cô chú anh chị mình hãy chan vào ha. Cái phần nước cốt còn lại thì cô chú anh chị mình chỉ cần để riêng ra thôi. Hoặc là mình cho vào ngăn mát đó, mình cũng để được cái là lâu luôn. Vậy như xin mời cô chú anh chị nha. Chè đậu trắng khi mà ăn vào thì nó rất là dẻo và rất là mềm luôn. Phần đậu trắng khi mình ăn vào thì nó bùi bùi, đều béo. Mình kết hợp cùng với nước cốt dừa, đều béo mặn mặn nữa. Ta nói ngon hết sảy luôn cô chú anh chị ơi. Món chè này thì cô chú anh chị mình có thể ăn nóng như vậy hay là mình ăn lạnh cũng rất là ngon. Riêng Nhiên thì Nhiên rất là thích cho chè vào trong ngăn mát để khi ăn thì nó lạnh lạnh béo béo nó sẽ ngon hơn. Và với cách nấu chè này của em thì chè của mình để được tặng tới 2 đến 3 ngày lận mà nó cũng không có bị thiêu nữa. Nếu mà có cơ hội thì cô chú anh chị mình cùng làm thử cách này của em ha. Em xin cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều. Giờ em chào tạm biệt ạ.